Ví dụ như bây giờ khi mà các bạn đi làm ấy, các bạn bị đồng nghiệp họ nhờ mình mua đồ, tí cái họ lại nhờ, tí cái họ lại sai vặt cái nọ cái kia. Mà bây giờ mình từ chối thì ngại, mà bây giờ nhận ấy, thì nó rất là vất vả. Ví dụ cứ nhờ là bạn đồng nghiệp bạn cứ nhờ là ê, mai đến thì mua cho chị gói xôi nhá. Thế thì ngày nào mình cũng đứng mình đợi mua xôi. Ê, nhờ một hai lần thì thôi vui vẻ không sao, nhưng cả tuần ngày nào cũng nhờ. Thế thì bây giờ nếu như mà chúng ta từ chối, chúng ta hỏi không mua nữa thì có khi lại mất tình chị em. Thế bây giờ nói cái điều gì để cho người ta không nhờ mình nữa mà lại vẫn giữ được tình chị em, thì đấy nó chính là đàm phán. Đầu tiên hỏi là đàm phán là cái gì đã, và lý do tại sao chúng ta phải học đàm phán. Thì chúng ta có những cái khái niệm như này nha các bạn. Có khái niệm là thuyết trình này, có khái niệm là thuyết phục này, có khái niệm là đàm phán này. Thì ba cái khái niệm này chúng ta thường hay nghe thấy ở trong cuộc sống. Thì phân biệt cái đấy như nào? Thì thuyết trình là trình bày chi tiết để cho người khác hiểu, thì đấy gọi là thuyết trình. Còn thuyết phục là như nào? Thuyết phục là dùng cái lý lẽ trình bày để thay đổi suy nghĩ và hành động của người khác. Thế còn đàm phán là gì? Đàm phán chính là quá trình mà chúng ta thuyết phục nhau để đạt được điều mình muốn. Và quan trọng này là trên cơ sở chúng ta nhượng bộ một cái điều gì đó từ mình có cho đối phương, thì đấy gọi là đàm phán. Thì các bạn nhớ nhá, là đàm phán nó chính là cái quá trình thuyết phục nhau, nhưng mà nó dựa trên là cái cơ sở là mình có thể nhượng bộ cho đối phương cái điều gì đó để đạt được điều mình muốn, thì đấy là đàm phán. Thế các bạn nhớ cái khái niệm đấy nhá, là mình phải cho đi cái gì đấy, mình phải chia sẻ cái gì đấy. Chứ còn nếu như mà mình đàm phán để mình lấy tất của người ta ấy, thì nó không phải là đàm phán win-win. Thì lát sẽ chia sẻ với các bạn cái phần tiếp theo, những cái nguyên tắc trong đàm phán. Rồi cái lý do tại sao chúng ta cần phải đàm phán các bạn. Một số cái lý do chia sẻ với các bạn tại sao chúng ta cần phải học đàm phán. Thì cái lý do đầu tiên ấy, đấy là điều gì mà các bạn không biết thì sẽ khiến các bạn tổn thương. Nếu như chúng ta không biết về điện, chúng ta sờ vào điện chúng ta sẽ bị giật. Nếu như chúng ta không biết về lửa, chúng ta sờ vào lửa chúng ta sẽ bị bỏng. Nếu như chúng ta không biết về đầu tư thì kiểu gì mình đưa tiền cho người khác rồi mình cũng mất, cũng thua lỗ. Còn nếu như mà chúng ta không biết về đàm phán ấy, thì sớm muộn gì thì chúng ta cũng phải bị thiệt thòi. Hoặc nếu như là các bạn đại diện cho một tổ chức ấy, thì bạn sẽ làm thiệt hại cho tổ chức. Đấy, cho nên là chúng ta phải học đàm phán. Điều gì bạn không biết đều khiến bạn tổn thương hết. Và nhiều anh chị là học xong cái chương trình đàm phán này này, nói với Đức là giá nhưng mà được học cái chương trình đàm phán này sớm, tiết kiệm được hàng tỷ đồng. Thì lát các bạn học xem là các bạn thấy rằng là học chương trình đàm phán xong ấy, là mình thấy rằng mình giá mà mình biết sớm hơn, mình đã lãng phí rất là nhiều tiền, bởi chỉ đơn giản một điều là mình không biết đàm phán, nên là nó mới bị tổn thương như thế, nó bị mất tiền như thế. Rồi cái lý do thứ hai tại sao chúng ta nên đàm phán, bởi vì cái việc đàm phán ấy nó chính là một phần của giao tiếp. Chúng ta dùng đàm phán thường ngày, người ta thống kê là mỗi một tuần ấy, chúng ta có từ khoảng 3 đến 7 lần là phải đàm phán với nhau. Hoặc là trong cuộc sống ấy, chúng ta nhiều khi vay tiền cũng là đàm phán ấy, đúng các bạn? Đòi nợ cũng là đàm phán. Chúng ta muốn là sếp trả lương cho mình nhiều cũng là đàm phán. Chúng ta giao việc cho người khác nó cũng là đàm phán. Thì tóm lại là cuộc sống của chúng ta là rất nhiều thứ phải đàm phán. Đặc biệt ví dụ như là các bạn lập gia đình ấy, lấy chồng về có muốn là cả đời này mình chỉ có nấu cơm rửa bát một mình hay không, hay là muốn là lúc nào mình làm mới có chồng bên cạnh, thì cái đấy cũng phải đàm phán. Lấy vợ về có muốn là cuối tuần đi nhậu được vui vẻ hay không, hay là bây giờ lấy vợ về thôi là coi như mất tự do, thì cái đấy là học đàm phán. Học đàm phán xong ấy là mọi thứ là nó dễ dàng, nó thuận lợi, nó vui vẻ. Thì đấy nhá, cái lý do thứ hai là đàm phán là một phần của giao tiếp và chúng ta phải học nó. Cái thứ ba, lý do thứ ba tại sao chúng ta cần đàm phán, các bạn nhớ cái câu này này: một đồng đàm phán là một đồng lợi nhuận. Cái đồng mình đàm phán được ấy, nó là đồng lợi nhuận đấy, nó không phải doanh thu đâu các bạn, nó là đồng lợi nhuận. Giả sử bây giờ các bạn bán cái sản phẩm 100 đồng, các bạn tạo ra cái sản phẩm đấy hết 90 đồng mà các bạn lãi 10 đồng. Thì bây giờ là nếu như các bạn đàm phán là bán cái sản phẩm đó thành 101 đồng, 102 đồng, thì một đồng đấy nó chính là lợi nhuận luôn, đúng các bạn? Thì các bạn nhớ nhớ cái tư duy đấy. Nên là cố gắng trong mọi trường hợp mình hãy cố để mà đàm phán thêm một hai đồng. Các bạn nghĩ là nó nhỏ thôi, nhưng mà thực ra là
nó là một cái thói quen, sau này nó sẽ giúp chúng ta tăng 5%, 10% doanh thu, thậm chí 20, 30% doanh thu. Các bạn cứ tưởng tượng là bây giờ các bạn đang thu nhập 30 triệu một tháng. Đó, thêm 20% doanh thu là được 6 triệu một tháng rồi. Làm được bao nhiêu thứ rồi. Thì nhớ nha, một đồng đàm phán là một đồng lợi nhuận. Tiếp này, cái lý do thứ tư tại sao chúng ta phải học đàm phán là học đàm phán để tối ưu lợi ích cho hai bên. Tối ưu lợi ích cho hai bên. Ví dụ có một cái câu chuyện như này. Tức là một vương quốc nọ mới tổ chức một cái cuộc thi. Đấy là cuộc thi nấu ăn. Mời tất cả những cái đầu bếp giỏi ở khắp mọi miền của vương quốc đến. Thì trong đó có hai người đầu bếp mà nhà vua kỳ vọng là họ sẽ được giải. Nhưng mà đến khi cuộc thi gần kết thúc ấy, thì hai người đầu bếp nổi tiếng này mới phát hiện ra là bây giờ họ cần dùng một quả cam. Nhưng mà bây giờ cái nguyên liệu ấy, thì nó chỉ có đúng một quả thôi. Thì hai vị này mới thôi, bây giờ không biết làm thế nào, đành phải nhường nhau. Thôi bổ đôi quả cam mới ra, mỗi người một nửa, thì anh một nửa, tôi một nửa. Xong rồi cuối cùng là bởi vì là thiếu cam, thiếu nguyên liệu, thiếu hương vị, cho nên là cái món của các vị ấy làm ấy, nó không đạt được cái hiệu quả tối đa. Thì kết quả là hai vị đầu bếp mà được kỳ vọng này thì đều không được giải. Thì sau chương trình họ mới ngồi lại với nhau và họ mới cay đắng phát hiện ra một điều rằng là đáng ra họ có thể làm tốt hơn nếu như mà họ biết đàm phán với nhau rõ ràng hơn. Là bởi vì là một người thì chỉ cần cái ruột cam để vắt lấy nước, còn một người thì cần cái vỏ cam để làm bánh. Thế đấy, nhưng mà bởi vì không nói chuyện với nhau, không thỏa thuận được với nhau, cho nên chia cho mỗi ông một nửa. Là kết quả là cuối cùng mà là cả hai đều không đạt được cái điều mình mong muốn. Thì đấy, đàm phán là để chúng ta tối đa hóa cái lợi ích của mình, tối ưu cái lợi ích của mình. Trong rất nhiều trường hợp ấy, nhiều khi bởi vì chúng ta lười đàm phán ấy, cho nên chúng ta bỏ đi một thương vụ, bỏ đi một cái cuộc làm ăn, bỏ đi một mối quan hệ. Rồi cái lý do thứ năm tiếp theo tại sao chúng ta cần phải học đàm phán, đấy là học để người khác không lừa mình ấy các bạn. Thì chia sẻ với các bạn có một cái câu chuyện như này. Cái kỹ thuật này nó có tên là thiên thần và ác quỷ. Lát sẽ chia sẻ với các bạn ở trong cái phần các cái kỹ thuật để chúng ta đàm phán. Thì nó có một cái kỹ thuật là thiên thần ác quỷ. Thì vợ chồng nhà đấy dùng đúng cái kỹ thuật thiên thần và ác quỷ với mình luôn. Hồi đấy không học nên là không biết, để thành ra là thiệt hại mất mấy chục triệu. Nên nghĩ lại hơi tiếc. Thì đấy, có những thứ là chúng ta cần phải học để bảo vệ mình. Thì đàm phán là chúng ta cần phải học để biết được những kỹ thuật họ hay dùng. Rồi đấy, một số lý do đấy. Thì các bạn nhớ những cái lý do đấy để chúng ta phải tập trung để chúng ta học đàm phán nha. Không học là sẽ rất là thiệt thòi. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ Master Anh Đức. Để không bỏ lỡ những nội dung mới, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.